10 thủ môn có mức phí chuyển nhượng cao nhất lịch sử. Trong lịch sử bóng đá, có những thủ môn đã gây ấn tượng mạnh với mức phí chuyển nhượng đáng kể. Dưới đây là một cái nhìn sơ bộ về top 10 thủ môn có mức phí chuyển nhượng cao nhất mọi thời đại, theo các thông tin mới nhất. Số 1. Kepa Arrizabalaga 80 triệu euro chuyển từ Athletic Bilbao đến Chelsea 2018. Nhiều người đã không khỏi bất ngờ khi Chelsea chiêu mộ Kepa thay có toa ở Stamford Bridge với giá kỷ lục thế giới trước thềm mùa giải năm 2018-2019. Thủ môn người xứ Basque đã gặp khó khăn trong những mùa giải đầu tiên. Không bị thuyết phục bởi khả năng của Kepa, Chelsea đã mạnh tay chiêu mộ Edouard Mendy trước mùa giải năm 2020-2021 và tuyển thủ người Senegal đã chiếm suất bắt chính ngay lập tức. Tuy nhiên ở mùa giải năm 2022-2023, Mendy bất ngờ sa sút và chấn thương liên miên tạo điều kiện để Kepa chiếm lại suất bắt chính. Tới hè 2023, Mendy đã được bán sang Anlay và hiện tại Kepa đã chuyển sang chơi cho Real Madrid với bản hợp đồng cho mượn đến hết mùa giải. Số 2. Alisson 62,5 triệu euro chuyển từ AS Roma tới Liverpool 2018. Sai lầm của Loris Karius trong trận chung kết Champions League 2018 đã trở thành giọt nước tràn ly cuối cùng của Jurgen Klopp với thủ thành người Đức. Klopp đã cố gắng hết sức để ký hợp đồng với Alisson với mức phí kỷ lục thế giới của thủ môn là 56 triệu bảng từ AS Roma và cuối cùng nó đã được câu lạc bộ ký hợp đồng với việc cầu thủ người Brazil chứng tỏ là một trong những cầu thủ đáng tin cậy nhất của Liverpool dưới thời huấn luyện viên người Đức. Cầu thủ 29 tuổi này đã đền đáp niềm tin của Liverpool dành cho anh khi là trụ cột giúp The Cop giành mọi danh hiệu có thể trong những năm vừa qua. Số 3. Gianluigi Buffon 52,88 triệu euro chuyển từ Parma tới Juventus 2001. Vị trí của Buffon trong danh sách, mặc dù anh đã chuyển từ Parma sang Juventus hơn 2 thập kỷ trước, nhấn mạnh vị trí của anh trong đền thờ của những thủ môn mọi thời đại. Thủ thành người Ý là cầu thủ xuất hiện nhiều nhất tại Serie A của Juventus và anh đã ở lại với câu lạc bộ sau khi họ xuống hạng Serie B vào năm 2006. Để giành được tổng cộng 10 danh hiệu cao nhất, nhưng giấc mơ Champions League của anh vẫn chưa được thực hiện. Buffon cũng là trụ cột của Derby Italia trong nhiều năm. Anh cùng với Azzurri giành chức vô địch World Cup 2006 và Á quân Euro 2012. Tổng cộng, anh có 176 lần ra sân cho đội bóng áo thiên thanh. Và mùa hè vừa rồi anh chính thức giải nghệ ở tuổi 45 sau 28 năm thi đấu chuyên nghiệp. Số 4. Andre Onana 50 triệu euro chuyển từ Inter đến MU 2023. Man United đã theo đuổi Onana trong cả mùa hè và giờ đây họ đã được toại nguyện. Onana trở thành thủ môn đắt giá thứ tư trong lịch sử bóng đá, sau Kepa Arrizabalaga, từ Athletic Bilbao sang Chelsea với giá 80 triệu euro, Alisson Becker, từ Roma sang Liverpool với giá 62,5 triệu euro, và Gigi Buffon, từ Parma sang Juventus với giá 52,5 triệu euro. Và thủ thành Onana sẽ ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với Quỷ Đỏ thành Manchester. Tới tận tháng 6 năm 2028, MU cũng đính kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm nữa, tới 2029, nhưng bước vào mùa giải thì anh thường xuyên mắc sai lầm, và đặc biệt là ở UEFA Champions League đã khiến Man United dừng bước ở vòng bảng. Nhưng ở giải ngoại hạng Anh trong những trận gần đây anh lại cho thấy được sự ổn định. Số 5. Ederson 36 triệu bảng chuyển từ Benfica đến Man City 2017. Sau khi ngày càng không hài lòng với Claudio Bravo, Pep Guardiola đã thực hiện một động thái táo bạo cho ngôi sao người Brazil, Ederson từ Benfica. Anh là số 1 không thể tranh cãi tại sân vận động Etihad với phong cách tiến bộ phản ánh phong cách chơi bóng của Guardiola, với tư cách là thủ môn chuyền dài tốt nhất trong bóng đá thế giới. Anh đã giành được 5 chức vô địch ngoại hạng Anh, 2 FA Cup, 4 League Cup, 2 siêu cúp Anh, 1 Champions League, 1 siêu cúp châu Âu, 1 FIFA Club World Cup và 3 giải găng tay vàng trong 6 mùa gần đây cùng với lửa xanh thành Manchester chứng tỏ phẩm chất ngôi sao bền bỉ của anh. Số 6. Jasper Cillessen 35 triệu euro chuyển từ Barcelona đến Valencia năm 2019. Jasper Cillessen, thủ môn người Hà Lan, chuyển từ Barcelona đến Valencia trong một thương vụ trị giá 35 triệu euro. Thỏa thuận giữa Barcelona và Valencia đã được đạt được vào ngày 26 tháng 6 năm 2019. Valencia đã đồng ý trả cho Barcelona số tiền này để có được sự phục vụ của Cillessen, người đã gia nhập Barcelona từ Ajax trước đó. Thủ môn này đã chứng tỏ giá trị của mình và thu hút sự chú ý của Valencia, nơi anh tiếp tục sự nghiệp của mình sau khi rời khỏi Barcelona. Thương vụ chuyển nhượng này đã mang lại 35 triệu euro cho Barcelona và là một phần quan trọng của quá trình chuyển nhượng trong thị trường bóng đá châu Âu. Số 7, Thibaut Courtois, thủ môn người Bỉ, đã chuyển từ Chelsea đến Real Madrid trong một thương vụ trị giá 35 triệu euro. Thông báo về thương vụ này được đưa ra vào ngày 8 tháng 8 năm 2018 sau khi Chelsea và Real Madrid đạt được thỏa thuận về mức giá chuyển nhượng. Courtois, sau một khoảng thời gian dài được đồn đoán về việc rời Chelsea, đã ký hợp đồng với Real Madrid và trở thành một phần quan trọng của đội hình của họ. Đồng thời, Chelsea đã xác nhận bán Courtois với mức giá 35 triệu euro và nhận lại Mateo Kovacic từ Real Madrid như là một phần của thương vụ. Số 8, Manuel Neuer, 30 triệu euro chuyển từ Schalke đến Bayern Munich 2011. Manuel Neuer, thủ môn người Đức, đã chuyển từ Schalke 04 đến Bayern Munich trong một thương vụ chuyển nhượng trị giá 30 triệu euro. Thương vụ này được thực hiện vào năm 2011 khi Neuer gia nhập Bayern Munich và trở thành một phần quan trọng của đội bóng. Manuel Neuer là một thủ môn xuất sắc và sự chuyển đến Bayern Munich đã đánh dấu một giai đoạn thành công trong sự nghiệp của anh. Tại Bayern, Neuer đã giành nhiều danh hiệu, bao gồm cả nhiều chức vô địch Bundesliga và UEFA Champions League. Số 9, Jordan Pickford, 28.5 triệu euro chuyển từ Sunderland đến Everton 2017. Jordan Pickford chính thức chuyển từ Sunderland đến Everton vào ngày 15 tháng 6 năm 2017. Everton đã hoàn tất việc ký hợp đồng với thủ môn người Anh này và anh đã ký một hợp đồng có thời hạn 5 năm tại Goodison Park. Với giá chuyển nhượng ban đầu là 25 triệu bảng Anh và có thể tăng lên đến 30 triệu bảng Anh với các khoản thưởng đi kèm. Đây đã trở thành thương vụ chuyển nhượng đắt giá nhất lịch sử của Everton tại thời điểm đó. Jordan Pickford, trong tuổi 23, đã trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch của Everton và là một trong những thủ môn tài năng hàng đầu tại Premier League. Số 10, Aaron Ramsdale, 28 triệu euro chuyển từ Sheffield United đến Arsenal 2021. Arsenal đã hoàn tất thương vụ chiêu mộ thủ môn Aaron Ramsdale từ Sheffield United vào ngày 18 tháng 8 năm 2021. Thương vụ này có giá chuyển nhượng ban đầu là 24 triệu bảng Anh, với khả năng tăng lên đến 30 triệu bảng Anh nếu kèm theo các khoản thưởng phụ thuộc vào hiệu suất của cầu thủ. Ramsdale gia nhập Arsenal với một hợp đồng lâu dài, nhưng hiện tại anh đã đánh mất vị trí vào tay của thủ thành David Raya. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy video hay thì cho mình xin một like và một subscribe kênh để ủng hộ mình ạ. Còn bây giờ hẹn các bạn vào những video sau.